Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Hiếu đang trên đường vào vườn dâu. Thì hôm nay thì Hiếu sẽ làm một cái video nói về cái vấn đề mà phân bón cho cây dâu tây nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ không hướng dẫn các bạn cái cách bón phân, tại vì mình cũng đã có clip hướng dẫn đó rồi. Hôm nay thì Hiếu sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn xử lý cái cây dâu tây khi mà nó bị sốc phân, nghĩa là các bạn bỏ phân nhiều quá mà nó bị sốc phân nha mọi người. Thì bữa giờ mình ở trên mình nó đang là dịch, cho nên sẵn nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn cũng như là xin lỗi một số anh chị cô dì chú bác đã tin tưởng Hiếu và có mua cây giống bên Hiếu á. Cũng có một số anh chị cũng đã chuyển khoản rồi, nhưng mà thực sự là cái tình hình dịch ở trên Đắk Lắk mình nó đang rất là căng thẳng, cho nên là mình cũng không thể nào mà gửi cây được, tại vì các cái đơn vị mà nhận chuyển phát nhanh đó nha mọi người, họ không có nhận hàng cây. Và cũng có một số đơn vị nhận nhưng mà họ lại bắt mình phải cam kết là không chịu trách nhiệm cây hư hỏng, tại vì họ kêu là cũng có thể là cả nửa tháng, một tháng mới gieo cây được, cho nên là mình tạm thời mình không gửi. Cho nên cũng mong quý anh chị là thông cảm cho Hiếu nha. Thực sự là cũng tình hình chung chứ không phải là mình muốn như vậy. Hiện tại thì cũng gần một tuần mình chưa vô vườn. Cái lý do hiện tại là bên vườn của mình nó đang bị phong tỏa nha mọi người. Thì trên mình có một số cái điểm dịch người đồng bào, họ trong khu gần vườn dâu mình nó có mấy cái ruộng lúa, cho nên là để mà hạn chế những cái người đó họ vào gặt lúa lây mầm bệnh, cho nên là hiện tại họ đang lập mấy cái chốt. Bây giờ mình đi vô nhưng mình cũng không biết là có xin qua được hay không, cho nên là nếu mà qua được thì mình sẽ làm video về cái hướng dẫn các bạn cái cách xử lý khi mà cây dâu tây nó bị sốc phân, phân bón lá cũng như là phân bón gốc. Thì tranh thủ trong lúc cái đường đi thì mình cũng nói sơ về cái việc sốc phân. Thì thường thường là cái cây dâu tây mà bị sốc phân á, là gần như 90% là do đạm nha mọi người, nghĩa là phân ure nitơ á. Còn kali với lăng thì khá là khó sốc. Nó dù các bạn có bón hơi quá tây một tí thì cái kali với cái lăng nó cũng rất là hiền tính, nó cũng không có gây tới cái hiện tượng là cháy lá hay là ảnh hưởng tới cây nặng nề như là bị sốc đạm. Đạm thì các bạn chỉ cần bỏ vào gốc quá liều một tí là nó sẽ có hiện tượng là cháy lá ngay. Và cái dấu hiệu nhận biết của nó là cái lá các bạn nó bị cháy và nó khô. Nó khô chứ nó không có phải là cháy héo héo đâu, nó khô mà nó giòn rụp luôn nha mọi người. Gần tới đó nha mọi người. Đấy, anh chị em có thể thấy là hiện tại họ đang giăng dây cái đường vô vườn dâu của mình. Đó. Nên là bây giờ mình sẽ xuống mình xin. Đó, có thằng em mình đang đi trước kia có vẻ như là cũng không qua được. Chắc mình phải xuống mình xin nha mọi người. Không biết có qua được không? Mình có giấy chích rồi. Mình xuống mình xin. Cháu cảm ơn chú nha. Mình được cho qua nha các bạn. Tại do là mình cái vườn dâu của mình nó nằm ở ngoài gần đây, nó cũng không có phải là đi vô sâu trong kia. Với thứ hai nữa là mình cũng có một cái giấy đã tiêm ngừa Covid-19, nên là mấy chú mấy bác cũng tạo điều kiện cho mình đi qua. Chứ bữa trước cũng gắt lắm, cũng xin mấy lần mà không có được, phải về tìm cái giấy đã tiêm ngừa Covid-19 thì mới được đi qua cái chốt đó. Thì bây giờ mình sẽ vô mình làm cái clip hướng dẫn các bạn cái cách để mà khắc phục cái cây bị sốc phân nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng mình vào vườn. Đây, bây giờ thì mình đang ở vườn dâu rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ, mình lấy đại một cái cây ở đây để mình ví dụ cho mọi người về cái cách xử lý khi cái cây bị sốc phân. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây đây. Thì hiện tại trên tay Hiếu là một cây dâu tây. Thì cái cây trước mặt các bạn đây nó sẽ không có bị các cái vấn đề về bị sốc phân. Các bạn thấy rất là đẹp, nó đang cho hoa. Vườn mình hiện tại nó đang chuẩn bị ra hoa nha mọi người, cũng được khoảng 20% bắt đầu ra hoa rồi. Nhưng mà mình lấy đây là mình ví dụ thôi. Thì khi mà cây của bạn bị sốc phân, bạn phải phân nó làm hai dạng. Cái dạng thứ nhất là bị sốc phân khi bón qua lá, và dạng thứ hai là khi chúng ta bỏ phân qua gốc và dẫn đến việc sốc phân. Thì khi mà các bạn sốc phân mà về bón qua lá thì rất ít gặp, tại vì cái liều lượng là nhà sản xuất họ đã ghi trên bao bì rồi. Hầu như các bạn có quá liều cũng quá liều không bao nhiêu. Và cái việc sốc phân qua lá nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cái sự sống của cái cây. Nó chỉ bị cháy lá thôi, còn nó sẽ làm cái cây chậm quá trình phát triển một thời gian ngắn. Còn để dẫn tới cây dâu tây mà chết là rất là khó nha các bạn. Cho nên là cái việc sốc phân qua lá là nếu mà những bạn nào chẳng may mà không sử dụng theo cái liều hướng dẫn của nhà sản xuất mà bị sốc, thì đầu tiên là chúng ta sẽ vặt bớt lá đi để cho nó
giảm bớt cái sự hút hấp thu qua lá. Tại vì khi các bạn biết các bạn phun qua lá mà nó đã bị sốc rồi, có nghĩa là nó đang dư và nó vẫn đang tồn tại trong lá, thì chúng ta vặt cái lá đó luôn để nó không dẫn đến cái việc bị sốc nữa. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng nước sạch nha mọi người, để chúng ta phun qua, một ngày chúng ta phun 1-2 lần để làm mát. Nó bị cháy là do nóng, nó bị cháy lá là do nóng, nó dẫn đến cháy lá thì chúng ta sẽ phun nước mát vào. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ phun nước mát vào để giảm cái sự nóng của cây và làm mát cây. Rồi thứ hai nữa các bạn sẽ mua vitamin B1. B1 dành cho thực vật nha mọi người, nghĩa là các bạn ra các cái tiệm đại lý thuốc bảo vệ thực vật, các bạn hỏi người ta là bán B1 phun cho cây thì họ sẽ bán cho các bạn. Cái vitamin B1 á, cái tác dụng của nó là giúp cho cái cây nó kháng lại cái nó có tăng sức đề kháng và nó giải độc tố cho cây nha mọi người. Nó giúp giải độc tố, nghĩa là khi cái cây nó bị sốc phân là đang bị ngộ độc á, thì khi phun B1 vào nó sẽ điều hòa cái việc sốc này. Thì phân bón qua lá thì thường là sốc không nặng, cho nên là mình nói sơ như vậy. Thứ nhất là các bạn sẽ phun nước làm mát cây, thứ hai nữa là chúng ta sẽ phun B1 và phun một lần B1 thôi nha, hoặc là cách một tuần chúng ta phun một lần B1, pha theo đúng liều lượng hướng dẫn của tiệm thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là pha khoảng 70% theo hướng dẫn. Ví dụ như 10ml cho 10 lít thì chúng ta sẽ pha 7ml cho 10 lít, nó cũng là hợp lý. Rồi cái vấn đề thứ hai mà quan trọng nhất đó chính là khi bị sốc phân qua khi bón gốc. Tại vì thực tế để mà các chúng ta thường hay bón phân qua gốc, mà theo như những bạn mà trồng chơi cho vui vài 30 chậu á, thì chúng ta sẽ bỏ theo quán tính là chính, chứ không có nghiên cứu hoặc là cũng không thể nào mà căn chính xác được là cần bỏ bao nhiêu. Thì những bạn nào nếu muốn bỏ chính xác thì có thể xem lại cái video về hướng dẫn về bỏ phân cho cây dâu tây á, thì Hiếu đã có cái video đó rồi. Còn không, nếu bạn nào mà làm biến xem á, thì các bạn mà không muốn quậy hay là như thế phức tạp, thì một cây như thế này một lần chúng ta bỏ 5-7 hạt cách gốc ra, 5-7 hạt một lần thôi là nó là vừa, các bạn đừng bỏ nhiều quá. Thì bây giờ quay lại vấn đề chính là chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý khi cái cây bị sốc phân qua gốc. Nó có hai trường hợp, một là sốc nhẹ, hai là sốc nặng. Sốc nhẹ thì cũng như hồi nãy, vặt bớt những cái lá cháy đi, những cái lá nào nó cháy quá. Cái lá cháy của cái cây dâu tây mà bị sốc phân nó rất là dễ nhận biết nha mọi người. Nó sẽ khô giòn, nó khô như là chúng ta đốt qua lửa, giống như chúng ta sấy khô, chứ không phải là nó bị mềm mềm nhũn nhũn mà như thúi đó nha. Nó sẽ sốc, nó sẽ khô luôn, nó khô mà bóp nó giòn rộp luôn á. Thì đó là biểu hiện, và rất dễ thôi. Khi các bạn bỏ phân mà nó bị sốc thì khoảng chừng một ngày sau là các bạn đã thấy cái triệu chứng là mình biết ngay. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là sốc phân là cái hàm lượng phân trong đất đang quá nhiều, ảnh hưởng tới bộ rễ của cây, đồng thời khi cây hút lên quá nhiều nó gây cháy lá. Thì chúng ta đầu tiên là sẽ phải giảm bớt hàm lượng phân ở trong đất này. Thì cách nào để giảm hàm lượng phân là cách tưới nước. Tưới nước thì nó sẽ rửa trôi cái phân xuống, nói chung là nó hòa loãng cái lượng phân đi. Thì các bạn, nếu các bạn nào trồng chậu như thế này thì chúng ta sẽ tưới nước cho nó chảy ra như thế này nha mọi người, chúng ta chảy. Và nếu như mà những bạn trồng nào mà đất nó cứng quá, mà nếu các bạn tưới nhiều quá thì nó dẫn đến úng á, thì chúng ta sẽ chọt những cái lỗ xung quanh đây nha, chọt thông xuống. Thì chúng ta cứ tưới như vậy thì thứ nhất là nó sẽ cuốn cái lượng phân đi, thứ hai nữa là nó sẽ không bị, nó thoát được nước, nó sẽ không bị úng. Chứ nếu như mà bạn tưới nhiều quá nó chưa kịp chết vì sốc phân thì nó đã chết vì úng nước rồi nha mọi người. Đó là cái biện pháp đầu tiên, là chúng ta sẽ tưới nước để mà giảm cái hàm lượng phân trong đây. Thứ hai nữa là chúng ta cũng vẫn phải phun nước, phun sương á, có cái bình xịt lan phun lên lá đều cho nó, để cho nó mát cây. Và cũng phun B1 như bị sốc lá bình thường, tại vì B1 nó có tác dụng là giải độc cho cây nha mọi người. Rồi trường hợp thứ hai là nếu như mà cái cây này nó bị nặng quá thì chúng ta sẽ phải thay cái giá thể này đi, tại vì tưới nước thì nó sẽ giảm từ từ chứ nó không thể nào mà giảm ngay và liền được, đúng không mọi người? Giảm ngay và liền được. Thì những bạn nào trồng chậu thì mình sẽ chỉ là các bạn đưa hai ngón tay như thế này nè. Đó. Bạn đưa hai ngón tay vô kịp cái cây dâu tây, các bạn úp xuống như thế này, bạn dỡ ra. Đó, thấy chưa? Rất là dễ nè. Đó. Cái cây dâu tây nó không bị dập, chứ không phải các bạn úp cái chậu xuống như thế này nha. Úp cái chậu xuống như thế này là cái cây dâu tây nó sẽ bị gãy ngay. Chúng ta sẽ đưa hai ngón tay qua đây. Úp xuống, đây, nó sẽ giữ như thế này. Và bây giờ cái cây này không bị bệnh, nhưng mình sẽ hy sinh cây này luôn để mình hướng dẫn các bạn. Khi nó bị sốc phân thì chúng ta sẽ bóc bớt cái phần đất ở dưới này đi. Bớt ra. Bóc bớt đi nha mọi người. Đó. Bóc bớt đi. Rồi, chúng ta tưới nước sơ quanh đây để nó loãng ra, và sau đó các bạn sẽ thay cái giá thể mới. Đừng có phân bón cho mình giá thể mà các bạn trồng á. Ví dụ như sơ dừa hay là những gì thì tùy cái giá thể các bạn có. Và nhớ lưu ý cho mình là không bỏ phân nha. Rồi ví dụ như vậy, bây giờ mình ví dụ như đây, bây giờ mình sẽ thêm giá thể vô. Đó. Mình thêm giá thể vô lại như thế này. Đó. Rồi các bạn lại trồng nó xuống. Đó. Rồi các bạn lại tưới nước. Thì đó là cái biện pháp đầu tiên. Rồi là thay giá thể.
nếu mà bị nặng, rồi tưới nước và phun B1 cho nó. Và mình cũng khuyên một số bạn là nếu như mà thực sự mà cái cây nó bị sốc nặng quá rồi mà nó khô quéo đi thì thôi bỏ luôn. Tại vì cái thời gian các bạn phục hồi để mà cái cây nó đẹp trở lại thì có khi nó còn lâu hơn là bạn trồng cái cây mới. Đó là mình nói thiệt, trồng cây mới thì khoảng chừng 2 tháng là nó đã tốt, như thế này 2 tháng rưỡi đã tốt rồi. Còn khi bạn hồi phục mà chắc gì bạn đã hồi phục lại nó được 100% như khi nó chưa bị sốc phân. Cho nên là mình cũng khuyên chân thành mọi người là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có nghĩa là trước khi bỏ phân thì chúng ta nên là nghiên cứu kỹ lưỡng cái liều lượng cho nó hợp lý nha mọi người. Thì cái video của mình hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những chậu dâu tây đẹp.